Những hình ảnh đầu tiên của Ngọc Lan khi tham gia chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Thay nghệ sĩ nhân dân Hồng Vân làm bà mối trong show truyền hình thực tế Bạn Muốn Hẹn Hò, Ngọc Lan đã cùng bạn dẫn Quyền Linh quay số đầu tiên. Ngọc Lan sẽ đảm nhận vai trò bà mối của show, cô trở thành bạn dẫn mới của MC Quyền Linh. Ông Mai của Bạn Muốn Hẹn Hò tiết lộ Ngọc Lan đã rất hồi hộp trong lần đầu tiên đảm nhận vai trò bà mối. Trong hậu trường, cô vui vẻ tạo dáng bên Quyền Linh. Trước Ngọc Lan, bà mối của chương trình này là nghệ sĩ Hồng Vân, bà chủ của sân khấu kịch Phú Nhuận, nói về MC của chương trình mới. Khi bước sang nhiệm kỳ mới, Hồng Vân nghĩ Ngọc Lan chắc chắn sẽ đảm đương được vai trò này và chương trình sẽ có làn gió mới, phong cách mới. Ngọc Lan vừa là diễn viên, vừa là MC của nhiều chương trình nên rất duyên dáng và nhạy bén trong việc xử lý tình huống trên sân khấu. Chắc chắn phong cách của Ngọc Lan sẽ khác Vân, sẽ trẻ trung, năng động hơn và Bạn Muốn Hẹn Hò sẽ có màu sắc mới. Ngọc Lan là một trong nghệ sĩ đa tài, cô bước chân vào showbiz với vai trò người mẫu, rồi tỏa sáng với môn nghệ thuật thứ bảy. Nhắc tới Ngọc Lan, khán giả nhớ tới hàng loạt vai diễn ấn tượng trong các phim Cổng Mặt Trời, Mặt Mặn Hơn Muối, Bán Chồng, Trói Buộc Yêu Thương, Lượt Trời. Trước khi trở về thành phố Hồ Chí Minh và tiếp nhận vị trí bà mối trong Bạn Muốn Hẹn Hò, Ngọc Lan đã có 5 tháng ở Hà Nội để đóng phim Mặt Nạ Gương. Cô vào vai bà Diễm, một người phụ nữ mang nhiều gương mặt khác nhau. Thời gian Ngọc Lan đóng phim Mặt Nạ Gương, dịch Covid bùng phát dữ dội, đặc biệt là ở thành phố Hồ Chí Minh. Cô rất lo lắng cho sức khỏe của con trai và người thân. Ngọc Lan nhận được nhiều lời khen về diễn xuất trong vai bà Diễm. Thời gian gần đây, cô đặc biệt thành công khi hóa thân vào các nhân vật phản diện, cá tính gay góc và số phận bi kịch. Nhan sắc gợi cảm của bà mối Ngọc Lan được tỏa sáng trong chương trình Bạn Muốn Hẹn Hò. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại kênh của chúng tôi. Chúng tôi luôn mong muốn sẽ đem đến cho quý vị và các bạn những giây phút trải nghiệm thật tuyệt vời. Xin đừng quên ấn nút đăng ký để không bỏ lỡ những tin tức mới. Sau đây xin mời quý vị và các bạn đến với chuyên mục Tin Giải Trí.